Vâng, Tiến BB xin chào tất cả các bác, chào tất cả các anh em yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Tiến BB cũng test đôi loa Solata. Hôm trước thì Tiến BB cũng đã tháo bên trong loa phân tần, có test mà bác. Thì hôm nay Tiến BB sẽ test đôi loa Solata cho các bác nghe chất lượng âm thanh của đôi loa hàng xuất Mỹ này. Tiếng cực sáng luôn các bạn, sáng lắm, độ nhạy 100 đợt tbn cơ, cực sáng. Đây để mình cho các bác nghe một đẫn nhạc vàng của Tuấn Vũ Hương Lan. Nghe đôi loa Solata nhá. Thì bây giờ tôi sẽ bật một cái đôi loa PSD 2000 của BB hàng bãi xịn nhá. Xem là chất lượng âm thanh nó khác nhau không nhá. Đây để BB về bật hết cái này đây. Bây giờ mở loa BB 2000 này.
Và bây giờ Tiến đi mở đôi loa Solata nhé các nhé. Vẫn là cùng một bài hát đấy, chỉ có thay đổi chiếc áp thôi. Chất âm của nó thì là của nó tuyệt vời, chưa tuyệt vời các bạn, không phải lăn tăn những dòng loa của Hàn nó xuất Mỹ nữa rồi, tức là chất lượng âm thanh nó quá tốt đó, mà làm rất khôn, để những cái tem nhôm của loa tép của nó rất khủng khiếp, côn cực to. Đấy, hôm Tiến đi đi tháo các bác xem, còn loa này nó là loa kiểm tra chuyên alo rồi, tiếng lời của nó là cực sáng mà bay. Các bác nào mà phòng rộng 40m 35-40m thì bác đặt ở dưới, và một đôi loa ở trên nữa là alo hát hò là phải nói là tuyệt vời, chim tuyệt vời. Và đôi loa này Tiến BB bán cho các bác là có 8.500.000 bao phít thôi đó, nó chỉ đắt bằng loa phun tàu, đôi khi là các bác cũng chưa biết đến kênh của Tiến BB chưa biết đâu, nhưng mà nó Tiến BB khẳng định loa này là loa xịn của Hàn Quốc xuất sang Mỹ nhá, chứ không phải là Trung Quốc sản xuất đâu, loa xịn của Hàn xuất Mỹ đấy. Giá bán là 8.500.000, chỉ bằng đôi loa phun tàu thôi, thậm chí các bác mua được phun tàu chục triệu, hơn chục triệu đó. Nhưng đôi loa nó chất lượng âm thanh hơn hẳn rất nhiều. Nhiều bác thì là phun tàu, nhưng mà một số đơn vị anh em khác thì cứ nói là loa của Mỹ, thì loa của họ nước nọ nước kia, nên thực tế là nó là Trung Quốc sản xuất hết các bạn, chỉ được cái thương hiệu thôi, thương hiệu mà dán mác nào cũng được, còn như thằng này thì các anh cũng không làm nhái được. Solata thương hiệu của Hàn Quốc, tức là nó có bản quyền đó rồi thì là cũng không dám làm nhái. Hay là nhìn những công tác đánh loa monitor, nó cắm cái này cũng lỗ dưới gạt xuống thì có mỗi lời không thôi, không có bát, độ nhạy cực cao, tiếng nó sáng lô thằng choang các bạn. Em ơi, đường về quê xa mấy bước, đường về quê xa mấy ngõ, mà sao người mơ bỏ quên đường. Trên đường em đi, đường nở hoa khắp luống cây. Trên đường em đi, đường nở hoa. Đây là Tiến BB đánh vào con đẩy LAB Woodfan 88ES 48 sò 880 một cây. Đó. Và một con vang bãi lờ tờ xăng. Đó. Và một con nọc của Liver Hàn Quốc. Thế thôi. Không thể ghép lưng tiếng rất là nhiều. Để mình những cái đồ loa này cho càng nhiều và càng bí tiếng các bạn. Nhiều bác này mua hẳn một bộ trồng cao chút vút. Bích này, lọc này, lưng tiếng này, idol này. Cao chút vút mà các bác càng cho nhiều và nó càng bí tiếng đi. Đó. Lọc thì đây là bần cùng bất tín, mình phải cho, mình thích cho bỏ đi cũng được, mình chỉnh cho cái vang của mình. Còn các bác thích nghe nó to lên thì là nâng tiếng kia chẳng phải đâu ạ, nâng tiếng thì nó chỉ phục vụ cho các bác nhà vang số không biết chỉnh thêm tép mát thôi, thì toàn đâu là nó cũng không hơn gì lắm, có hơn không hơn gì lắm. Các bác nào mà lấy loa Solata nên hãy mang Tiến BB nhé, theo số điện thoại là 0948 388 448. Thì nhắc lại là 0948 388 448. Tiến BB ở Thổ Tàng, Vĩnh Cường, Vĩnh Phúc. Vâng, xin chào các bác.